Vân Quý và Tú Trinh xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khách hàng đang theo dõi chương trình mua sắm tiếp theo trên VTV Vinahome Shopping. Và thưa quý vị, trong cuộc sống bận rộn ngày nay thì đã bao giờ quý vị cảm thấy là chúng ta cảm thấy nhức mỏi và khó chịu trong người không ạ? Có bao giờ chúng ta cảm giác là mình không có đầy đủ năng lượng để làm bất cứ điều gì, hay là cảm giác rất là mỏi mệt, giống như là bên trong cơ thể của chúng ta có một cái sự xáo trộn nào đó không ạ? Và thưa quý vị, thật ra là trong cơ thể của chúng ta có một cái bộ phận nó mang một cái chức năng rất là mạnh mẽ và cũng như rất là quan trọng, đó chính là lọc bỏ hết những cái chất độc và cũng như là một cái nhà máy trung chuyển để mang những cái chất dinh dưỡng từ hệ tiêu hóa và chuyển hóa cung cấp cho cơ thể của chúng ta, đó chính là gan. Và một khi chúng ta cảm giác là cơ thể chúng ta đang bắt đầu là mỏi mệt, đó là khi chức năng gan của chúng ta đang gặp phải vấn đề. Khi mà những chất độc không thể nào lọc được, nó sẽ tác động rất là xấu đến cơ thể của mình. Do vậy chúng ta cần phải có những cách thức, bên cạnh cái việc là chúng ta ăn uống hợp lý, là luyện tập thể dục thể thao, ăn ngủ một cách đầy đủ thời gian, thì chúng ta cũng phải có những cách thức để thanh lọc và hỗ trợ cho chức năng gan của mình mỗi ngày mọi người nha. Và giải pháp ngày hôm nay mà chúng tôi đang rất là tự tin khi mà chia sẻ với tất cả quý vị là dòng sản phẩm nội địa của Hàn Quốc. Tức là dòng sản phẩm này rất được ưa chuộng bởi nhiều người dân tại Hàn Quốc, cũng như là sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam. Đó chính là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Power Care Kangol, viên uống bổ trợ gan quý vị nhé. Và với dòng sản phẩm này thì chiết xuất chủ yếu bên trong đó chính là từ cây kế sữa, kết hợp cùng với những thành phần dưỡng chất quý khác từ thiên nhiên nữa, giúp cho chúng ta là tăng cường cái chức năng hoạt động của gan, từ đó giúp cho gan khỏe mạnh hơn. Và khi mà gan khỏe mạnh hơn thì sẽ là một cơ quan giúp cho chúng ta loại bỏ độc tố trong cơ thể của mình, giúp cho quý vị chúng ta ăn ngon hơn nè, ngủ ngon hơn nè, và ngoài ra còn có thêm một làn da rất là hồng hào và khỏe mạnh nữa, và còn tăng cường sức đề kháng của mình nữa quý vị nhé. Sản phẩm ngày hôm nay được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam. Khi mà quý vị chúng ta sở hữu ngay trọn một bộ sản phẩm này thì mình sẽ có 120 viên trong một hộp như vậy, tức là chúng ta có thể yên tâm sử dụng trong một khoảng thời gian rất là lâu dài, phải không quý vị? Đến 120 viên lận quý vị nha. Ngoài ra thì với mức giá là 990.000 đồng, quý vị sẽ còn có thêm bộ quà tặng chúng ta đang nhìn thấy ở đây ạ. Quà tặng của mình rất là nhiều quý vị ạ, cũng đến từ Hàn Quốc luôn, bao gồm hơn 1kg trà chanh mật ong nha quý vị. Và với mật ong của chúng ta là mật ong thiên nhiên, cũng đến từ Hàn Quốc luôn, và với mỗi hũ như vậy có trọng lượng là 580g. Ngoài ra hãy còn kết hợp thêm là những gói nước hồng sâm linh chi cũng đến từ Hàn Quốc quý vị nhé. Và bộ sản phẩm này của mình sẽ được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam quý vị ơi. Thưa quý vị, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Power Care Kangol, viên uống hỗ trợ bảo vệ gan, với một hộp 120 viên ngày hôm nay trên VTV Hyundai Home Shopping, chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị mức giá ưu đãi chỉ với 990.000 đồng thôi quý vị nha. Ngoài ra còn có quà tặng kèm theo thưa quý vị. Quà tặng đầu tiên đó chính là hai hũ trà chanh mật ong Honey Citron Tea với 580g một hũ. Bên cạnh đó còn có 10 gói nước hồng sâm linh chi Q Plus, dòng sản phẩm chính được sử dụng trong vòng 4 tháng. Và với thực phẩm bảo vệ sức khỏe Power Care Kangol, viên uống hỗ trợ bảo vệ gan, có thành phần chính được các loại thảo dược kết hợp cùng với lại nhiều loại vitamin và cả axit amin cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt chủ yếu trong đó là chiết xuất từ cây kế sữa quý vị nha, kết hợp cùng với bột hồng sâm cô đặc, thêm bột chiết xuất nấm linh chi và bột nghệ nữa, và còn có thêm các vitamin và axit amin. Đây đều là những thành phần quý giá tốt cho sức khỏe của mình quý vị ơi. Thưa quý vị, chắc chắn là sau quá trình chúng ta học tập và làm việc căng thẳng cũng như là chế độ ăn uống luyện tập thể dục thể thao không hợp lý thì chức năng của lá gan của chúng ta sẽ bị suy giảm một cách rõ rệt mọi người nha. Với việc là không thể nào lọc được một cách sạch sẽ những cái chất độc hại trong cơ thể của chúng ta sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của chúng ta rất là nhiều. Tuy nhiên, với chiết xuất từ cây kế sữa trong dòng sản phẩm ngày hôm nay, Power Care Kangol quý vị nha, dòng sản phẩm viên uống hỗ trợ bảo vệ gan, thực phẩm bảo vệ sức khỏe được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, thì tất cả quý vị chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm để bổ sung những dưỡng chất vào bên trong cơ thể của chúng ta mọi người nha, để giúp cho chức năng gan của chúng ta nè sẽ hoạt động tốt hơn. Và với dòng sản phẩm lần này sẽ có thể là sử dụng rất là tuyệt vời và dễ dàng, với những viên nang mà chúng ta có thể uống rất là thoải mái mọi người nha, dành cho tất cả những thành viên trong gia đình của mình nè. Quý vị hãy nhớ là chúng ta có thể uống mỗi ngày, kết hợp với chế độ luyện tập thể dục thể thao và ăn ngủ hợp lý sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta, sức khỏe của chúng ta ngày một được cải thiện quý vị nha. Không chỉ đối với đấng mày râu mà đối với các chị em phụ nữ sẽ giúp cho làn da của chúng ta làm mịn màng hơn, căng tràn sức sống hơn mọi người nha. Với cánh mày râu thì đôi khi chúng ta cũng có chén ăn chén chú đúng không ạ? Nhưng mà với dòng sản phẩm này sẽ hỗ trợ chúng ta có thể là ổn định men gan quý vị nha. Và với thành phần chính là cây kế sữa, là một loại dược liệu quý trong y học cổ truyền, giúp cho chúng ta có thể là hỗ trợ bảo vệ gan, giải độc gan, và bên cạnh đó còn tăng cường cả chức năng gan nữa quý vị nha. Thành phần chính tạo nên công dụng tuyệt vời của sản phẩm. Và chúng ta ngay bây giờ hãy bảo vệ ngay lá gan của mình với Power Care Kangol, trong sản phẩm đặc biệt được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam, sử dụng đều đặn mỗi ngày giúp bảo vệ gan, tăng cường chức năng gan, sử dụng cho người có chức năng gan suy giảm quý vị nhé. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Thưa quý vị, như vậy thì làm sao để chúng ta có thể bảo vệ lá gan của mình cùng với việc chúng ta thường xuyên nhậu nè, hay là đối với những thành viên lớn tuổi trong gia đình như ông bà cha mẹ của chúng ta, khi đã tới tuổi lớn rồi thì chắc chắn là những cái chức năng trong cơ thể, đặc biệt là gan, như là men gan cao, viêm gan, gan nhiễm mỡ, rối loạn chức năng gan sẽ có thể là ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta rất nhiều mọi người nha. Cùng với dòng sản phẩm ngày hôm nay khi mà chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Power Care Hand Gold quý vị nha, viên uống bộ hỗ trợ bảo vệ gan. Với dòng sản phẩm lần này, khi mà chúng ta uống vào bên trong cơ thể của mình thì những dưỡng chất từ phía bên trong được chiết xuất từ những thành phần từ thiên nhiên quý vị nha, sẽ giúp cho việc là chúng ta có thể là thải độc ở trong cơ thể của chúng ta, hỗ trợ chức năng gan của chúng ta hoạt động tốt hơn mọi người nha. Sử dụng cho người có chức năng gan bị suy giảm nè, hay là đối với rất là nhiều những căn bệnh khác nhau như là viêm gan, xơ gan cũng hỗ trợ điều trị rất là tốt mọi người ạ. Cùng với dòng sản phẩm lần này thì đối với các chị em phụ nữ, những lúc mà lá gan của chúng ta bị vấn đề á thì chắc chắn là làn da của chúng ta cũng sẽ biểu tình đúng không ạ? Hay là đối với cánh mày râu thì cái việc chúng ta giao tiếp xã hội nè. Như vậy là một dòng sản phẩm này thôi, cả gia đình chúng ta có thể sử dụng cùng với mức giá 990.000 đồng. Bộ quà tặng cực kỳ giá trị chỉ có trong chương trình ngày hôm nay mà thôi. Đầu tiên là hai hũ trà chanh mật ong Honey Sea 20, 580g một hũ quý vị nha. Còn có thêm là 10 gói nước hồng sâm Linh Chi Kiều Plus. Hãy nhanh tay sở hữu ngay và lưu ý là chỉ dành cho 50 khách hàng đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay trên VTV Việt Đài Home Shopping. Và thưa quý vị, từ nãy tới giờ khi mà nhận được những chia sẻ từ Quang Quý và Tú Trinh thì quý vị cũng có thể thấy là cái tác dụng và cũng như cái chức năng của lá gan của chúng ta là cực kỳ quan trọng đúng không ạ? Chúng ta hãy thử tưởng tượng đi ạ, giống như là thức ăn khi mà dung nạp vào bên trong cơ thể của chúng ta nè, thì tất cả những cái hàm lượng dinh dưỡng của nó sau khi mà di chuyển qua hệ tiêu hóa sẽ được tập kết tại gan quý vị nha. Thì gan sẽ có một cái trách nhiệm, đó chính là phân hóa những cái chất đó thành những dưỡng chất và hấp thu vào bên trong cơ thể của chúng ta. Như vậy thì những khi nào mà quý vị sẽ cảm thấy là lá gan của mình đang có vấn đề à? Đó là những khi quý vị uống rượu bia quá nhiều, chúng ta ăn ngủ cũng không đầy đủ và đúng không rồi. Hợp lý đúng không ạ? Hay là ăn những cái loại thực phẩm mà nó không có tốt vào cơ thể của chúng ta. Và đặc biệt là với cái vấn đề ô nhiễm môi trường ở thời điểm hiện nay, khói bụi cũng như là những chất phóng xạ trong không gian sống của chúng ta đúng không ạ? Sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến lá gan của mình. Và sẽ có những lúc là quý vị cảm giác là ôi tự nhiên ngày hôm nay thức dậy cái mặt mình bị nổi mụn. Đúng đó. Rồi. Rồi nhiều khi tự nhiên cái da veo của mình bắt đầu bị vàng đi đúng không ạ? Hay là có rất là nhiều những cái ảnh hưởng khác ở bên trong cơ thể của chúng ta mà chính bản thân mỗi chúng ta mới có thể cảm nhận được những cái sự thay đổi của nó. Đó là lúc chúng ta cần phải có những cái động thái để bảo vệ và hỗ trợ chức năng gan của mình mọi người nha. Và lý do tại sao mà ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị dòng sản phẩm đến từ Hàn Quốc, đó chính là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, viên uống hỗ trợ bảo vệ gan Power Care Kango ngày hôm nay thưa quý vị. Bởi vì ở trong mỗi viên na mà quý vị đang cùng nhìn thấy ở đây có chiết xuất từ cây kế sữa quý vị nha. Và quý vị nào mà chúng ta đã từng tìm hiểu rồi hoặc là ngay bây giờ xin được chia sẻ với quý vị luôn, cây kế sữa hay còn có tên gọi khác là cây cúc gai, đây là một loại dược liệu từ thiên nhiên đã được các nhà khoa học nghiên cứu trong việc là có tác dụng bảo vệ và tăng cường chức năng hoạt động của gan, mà hoạt động chủ yếu đó chính là nhờ vào cái dược chất silymarin này quý vị nhé. Dược chất silymarin này có ở trong cây kế sữa hay còn gọi là cây cúc gai có tác dụng là gì ạ? Là kháng viêm, là hạ đường huyết, làm giảm đi cái quá trình lão hóa trong cơ thể của mình, mà đặc biệt là tác dụng lên bộ phận quan trọng trong cơ thể của chúng ta là những lá gan thưa quý vị. Nó giúp tăng cường chức năng hoạt động của gan và tăng cường những tế bào mô. Do đó thì khi mà quý vị chúng ta sử dụng dòng sản phẩm mà nó có chiết xuất từ cây kế sữa, đồng thời có thêm những loại dược liệu quý khác kết hợp cùng với nhau và cả những vitamin, những axit amin nữa, khi mà chúng ta tìm được ở trong sản phẩm này, khi mình sử dụng đều đặn mỗi ngày đó quý ạ, mình sẽ bắt đầu cảm nhận được là lá gan của mình nó được hoạt động tốt hơn. Và khi đó thì mình nhận thấy được gì ạ? Làn da của mình hồng hào hơn, sắc diện của mình cũng tốt hơn, mình ăn ngon hơn và mình không có bị nóng cũng như là sinh nhiệt ở trong cơ thể của mình quý vị nhé. Đó, ngay bây giờ thì mời quý vị nha, chúng ta sẽ cùng quan sát thật là kỹ luôn từng cái chi tiết, từ vỏ hộp ở bên ngoài nè, đến cả những cái lọ bên trong và cả mỗi viên nang thực phẩm hỗ trợ của chúng ta ngày hôm nay thưa quý vị. Đúng rồi thưa quý vị, với những hộp như thế này thì khi mà tất cả quý vị sở hữu ngay tại nhà của mình và có một đơn đặt hàng thành công, chúng ta sẽ có thể là hoàn toàn yên tâm về chất lượng của nó quý vị nha. Đầu tiên là chúng ta có thể là nhìn vào cái hộp ở phía bên ngoài thì chúng ta sẽ có ngay đó chính là một cái chiếc tem bảo hộ thưa quý vị. Một chiếc tem như thế này để có thể là chứng minh là có cả một cái mã để chúng ta có thể là quét QR code nè, cũng như là có một cái phần để chúng ta cào và mình lấy cái mã của sản phẩm và chúng ta có thể là nhắn tin theo cái cú pháp là IC khoảng cách mã số gửi tổng đài 8077 để xác nhận là sản phẩm này là có đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng hay không. Và không dừng lại ở đó, với dòng sản phẩm ngày hôm nay
thì tất cả quý vị chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm. Mỗi hộp như vậy thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 120 viên quý vị nha. Và theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, khi mà sản phẩm từ nước ngoài nhập về Việt Nam thì phải có gì ạ? Đó chính là phải có thêm một cái tem phụ để dán lên đây. Rồi, bằng tiếng Việt để giúp cho tất cả chúng ta có thể là theo dõi thành phần nè, cũng như là với việc là chúng ta có thể là dễ dàng mình hấp thụ như thế nào và mình sử dụng ra sao quý vị nha. Với 120 viên trong mỗi lọ như thế này thì chúng ta có thể là sử dụng trong khoảng thời gian lên tới là 4 tháng thưa quý vị. Đó cũng là một trong những lý do vì sao lúc nào Quang Quý, Tú Trinh hay là các anh chị em khác chia sẻ cùng với tất cả mọi người đều nói là những thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ chức năng trong cơ thể của chúng ta thì mình phải sử dụng trong khoảng thời gian lâu dài. Đúng thì rồi, mới có hiệu quả ơi. Mọi người nha. Chúng ta phải uống một cách đều đặn kết hợp với chế độ sinh hoạt, luyện tập thể dục thể thao và ăn ngủ hợp lý quý vị nha. Và bên cạnh đó thì quý vị cũng hãy nên lựa chọn dòng sản phẩm mà có nguồn gốc xuất xứ đảm bảo về chất lượng nha quý vị. Nó phải thực sự an toàn để mà chúng ta an tâm sử dụng mỗi ngày luôn. Và đúng là như vậy thì với dòng sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, viên uống hỗ trợ bảo vệ gan Power Care Kango này. Đây là dòng sản phẩm được sản xuất ngay tại Hàn Quốc và được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam nha quý vị. Ngay từ cái phần hũ mà chúng ta nhìn thấy ở đây là quý vị ạ, từ cái thiết kế và hộp ở bên ngoài thì Quý cũng đã chia sẻ kỹ rồi. Thì ở bên trong quý vị chúng ta sẽ cùng kiểm tra thật kỹ quý vị nha. Khi chúng ta mở ra như vậy quý vị sẽ có đó chính là cái phần seal ở đây, tức là cái phần tem nhãn đồng thời là cả cái phần bảo vệ rất là kỹ nha quý vị. Chúng ta sẽ mở ra và mình sẽ cùng kiểm tra bên trong là quý vị ơi. Mình sẽ có tổng cộng ở đây là 120 viên nang nha quý vị. Và mỗi viên như thế này thì thành phần chính của chúng ta đó chính là cây kế sữa hay còn gọi là cây cúc gai, với cái dược chất silymarin rất là dồi dào và hàm lượng cao như vậy. Khi mà chúng ta sử dụng mỗi ngày thì nó sẽ giúp bảo vệ và tăng cường chức năng hoạt động của gan, từ đó giúp cho gan khỏe mạnh hơn. Và cơ thể của mình đó quý vị ạ, khi mà có một cái lá gan khỏe mạnh thì tất nhiên nó sẽ có những cái hoạt động rất là tốt, mà đặc biệt là giải độc tố trong cơ thể của mình quý vị nha, và cung cấp những cái nguồn dinh dưỡng, dưỡng chất cần thiết cho cơ thể của chúng ta đó quý vị ạ. 120 viên như thế này thì quý vị yên tâm là chúng ta sẽ an tâm sử dụng trong một khoảng thời gian dài lên đến là 4 tháng nha quý vị, và chỉ với một lần mua sắm ngày hôm nay mà thôi. Đúng rồi thưa quý vị, chỉ với một lần mua sắm ngày hôm nay mà thôi, chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị một hũ như vậy là 120 viên với mức giá cực kỳ hấp dẫn, đó chính là 990.000 đồng rồi, quý vị nha. Nhắc lại nha, một lần nữa là 990.000 đồng. Mà không dừng lại ở đó đâu, chúng ta còn có quà tặng kèm theo nữa thưa quý vị. Quà tặng kèm theo đó chính là hai hũ trà chanh mật ong là Honey Citron Tea nè, cũng đến từ Hàn Quốc. Và không dừng lại ở đó, mình còn có thêm đó chính là 10 gói nước hồng sâm linh chi nữa thưa quý vị. Đó, tính đi tính lại chúng ta có hơn 1 ký thưa quý vị. 1 ký trà chanh mật ong và cũng như là có cả là chiết xuất hồng sâm và linh chi nữa quý vị nha. Ngay bây giờ, nhanh tay nhấc máy lên và gọi điện thoại về cho chương trình, chọn một bộ sản phẩm về cả sản phẩm chính và cả quà tặng. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc và đặc biệt miễn phí chi phí vận chuyển mọi người nha. Thưa quý vị, thời gian mua sắm của chúng ta đang dần trôi qua. Hãy cùng đồng hành với VTV Hyundai Home Shopping và đừng bỏ qua cơ hội sở hữu ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Power Care Kangol, viên uống hỗ trợ bảo vệ gan quý vị nha. Và với một hộp 120 viên dùng lâu dài nha quý vị, mức giá ưu đãi 990.000 đồng chỉ có tại VTV Hyundai. Đừng quên bộ quà tặng hấp dẫn bao gồm hai hũ trà chanh mật ong Honey Citron Tea 580g cho mỗi hũ và có thêm 10 gói nước hồng sâm linh chi Q Plus nữa quý vị ạ. Trọn bộ sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam, sử dụng được trong vòng 4 tháng. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Power Care Kangol, viên uống hỗ trợ bảo vệ gan, thành phần chính từ các loại thảo dược kết hợp với các vitamin và axit amin quý vị nha. Các loại thảo dược có thể kể đến như là chiết xuất từ cây kế sữa nè, bột hồng sâm cô đặc, bột chiết xuất của nấm linh chi và cả bột nghệ nữa chứ. Kết hợp cùng với các vitamin và axit amin như là vitamin E, C, B và các loại axit amin khác nhau. Đây là những thành phần quý giá và tốt cho sức khỏe. Thưa quý vị, chắc chắn là sau quá trình chúng ta học tập và làm việc căng thẳng cũng như là chế độ ăn uống luyện tập thể dục thể thao không hợp lý thì chức năng của lá gan của chúng ta sẽ bị suy giảm một cách rõ rệt mọi người nha. Với việc là không thể nào lọc được một cách sạch sẽ những cái chất độc hại trong cơ thể của chúng ta sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của chúng ta rất là nhiều. Tuy nhiên, với chiết xuất từ cây kế sữa trong dòng sản phẩm ngày hôm nay, Power Care Kangol quý vị nha, dòng sản phẩm viên uống hỗ trợ bảo vệ gan, thực phẩm bảo vệ sức khỏe được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc thì tất cả quý vị chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm để bổ sung những dưỡng chất vào bên trong cơ thể của chúng ta mọi người nha, để giúp cho chức năng gan của chúng ta nè sẽ hoạt động tốt hơn. Và với dòng sản phẩm lần này sẽ có thể là sử dụng rất là tuyệt vời và dễ dàng với những viên nang mà chúng ta có thể uống rất là thoải mái mọi người nha, dành cho tất cả những thành viên trong gia đình của mình nè. Quý vị hãy nhớ là chúng ta có thể uống mỗi ngày kết hợp với chế độ luyện tập thể dục thể thao và ăn ngủ hợp lý sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta, sức khỏe của chúng ta ngày một được cải thiện quý vị nha. Và cây kế sữa đó chính là dược liệu quý trong y học cổ truyền quý vị nha. Cây kế sữa hay còn gọi là cây cúc gai, với dược chất silymarin có tác dụng hỗ trợ bảo vệ gan và tăng cường chức năng hoạt động của gan nữa quý vị ạ.
Và bên cạnh đó, chúng ta hãy cùng nhau hãy bảo vệ lá gan của mình với Power Care Hangul quý vị ạ. Dùng sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc quý vị nha, giúp bảo vệ gan và tăng cường chức năng gan, sử dụng cho người có chức năng gan bị suy giảm nè. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thưa quý vị, như vậy thì làm sao để chúng ta có thể bảo vệ lá gan của mình cùng với việc chúng ta thường xuyên nhậu nè, hay là đối với những thành viên lớn tuổi trong gia đình như ông bà cha mẹ của chúng ta thì đã tới tuổi lớn rồi thì chắc chắn là những cái chức năng trong cơ thể, đặc biệt là gan như là men gan cao, viêm gan, gan nhiễm mỡ, rối loạn chức năng gan sẽ có thể là ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta rất nhiều mọi người nha. Cùng với dòng sản phẩm ngày hôm nay khi mà chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Power Care Hangul quý vị nha, viên uống bộ hỗ trợ bảo vệ gan. Với dòng sản phẩm lần này, khi mà chúng ta uống vào bên trong cơ thể của mình thì những dưỡng chất từ phía bên trong được chiết xuất từ những thành phần từ thiên nhiên quý vị nha, sẽ giúp cho việc là chúng ta có thể là thải độc ở trong cơ thể của chúng ta, hỗ trợ chức năng gan của chúng ta hoạt động tốt hơn mọi người nha. Sử dụng cho người có chức năng gan bị suy giảm nè, hay là đối với rất là nhiều những căn bệnh khác nhau như là viêm gan, xơ gan cũng hỗ trợ điều trị rất là tốt mọi người ạ. Cùng với dòng sản phẩm lần này thì đối với các chị em phụ nữ, những lúc mà lá gan của chúng ta bị vấn đề á thì chắc chắn là làn da của chúng ta cũng sẽ biểu tình đúng không ạ? Hay là đối với cánh mày râu thì cái việc chúng ta giao tiếp xã hội nè. Như vậy là một dòng sản phẩm này thôi, cả gia đình chúng ta có thể sử dụng cùng với mức giá 990.000 đồng. Và đừng quên là sẽ có thêm một quà tặng giá trị chỉ áp dụng trong chương trình này mà thôi. Hai hũ trà chanh mật ong Honey Season Tea với mỗi hũ là 580.000 nha quý vị. Thêm 10 gói nước hồng Samsung Tea Q Plus nữa. Và ưu đãi đặc biệt này cũng chỉ dành cho 50 khách hàng đầu tiên thôi, nên hãy nhanh chóng đặt hàng ngay bây giờ. Và thưa quý vị, sau cả một khoảng thời gian dài chúng ta làm việc căng thẳng và cũng như là chế độ ăn uống, luyện tập thể dục thể thao, nghỉ ngơi không hợp lý thì những chức năng ở trong cơ thể của chúng ta, đặc biệt là lá gan của mình, sẽ bị suy giảm mọi người nha. Và như vậy thì chúng ta phải làm sao đây ạ? Với thành phần chiết xuất từ cây kế sữa mọi người nha, dòng sản phẩm ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị thực phẩm bảo vệ sức khỏe Power Care Hangul quý vị nha, viên uống hỗ trợ bảo vệ gan cùng với thành phần cây kế sữa ở phía bên trong sẽ giúp cho tất cả chúng ta có thể là hỗ trợ chức năng gan nè, giúp cho gan thải độc tốt hơn, và từ đó thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác là ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn. Dòng sản phẩm lần này chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị mức giá cực kỳ ưu đãi chỉ với 990.000 đồng, dành cho tất cả những thành viên trong gia đình của chúng ta. Thưa quý vị, nếu như mà chúng ta quan sát thấy đó chính là những ông xã của mình đi, đôi khi là vì cuộc sống là phải là uống rượu bia một chút nè, hoặc là hút thuốc lá nữa. Ngoài ra thì cái áp lực công việc hiện đại rất là căng thẳng quý vị nha. Chúng ta nhận thấy là thời gian kéo dài, làn da của mình không còn được tươi tắn như trước nữa, sắc diện không có được hồng hào và thậm chí là làn da bị sinh mụn nha quý vị. Thứ nhất là do lão hóa trong cơ thể của mình. Thứ hai là do cái việc chúng ta không có chăm sóc, bồi dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý, thức khuya nè, hút thuốc nè, uống rượu bia nè. Và thứ ba là chúng ta ăn uống không hợp lý, không khoa học nữa quý vị ạ. Những tác động đó kết hợp cùng với nhau và trong khoảng thời gian dài làm suy yếu đi cái chức năng hoạt động của gan quý vị ạ. Vậy thì ngay bây giờ với giải pháp của chúng tôi đã chia sẻ ngay từ đầu chương trình rồi, với dòng sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ chúng ta bảo vệ gan của mình, Power Care Hangul được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam, sẽ là một giải pháp an toàn, hữu hiệu và hiệu quả khi mà chúng ta sử dụng mỗi ngày quý vị ơi. Đúng rồi thưa quý vị, từng ngày và đó chính là lý do vì sao ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị dòng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe này thưa quý vị. Và đầu tiên thì với rất là nhiều những thành phần chính mà chúng tôi mong muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị, thành phần đầu tiên mà quản quý mong muốn chia sẻ đó chính là cây kế sữa. Đúng mọi rồi, người nha. À, kế sữa thì chúng ta còn hay gọi là cây cúc gai. Nguồn gốc ở vùng địa Trung Hải quý vị nha. À, tên khoa học đó chính là Psyllium marinum thưa quý vị. Và ở trong đây thì có một cái dược chất đó chính là silymarin. À, dược chất silymarin này sẽ giúp rất là tốt trong cái việc là có thể là điều hòa cái hoạt động của gan của chúng ta, bên cạnh đó cũng giảm cái quá trình oxy hóa trong cơ thể của mình nè. Và ngoài ra còn có điều hòa cái đường huyết của mình nữa. Và không dừng lại ở đó, ở bên trong mỗi viên nang như thế này còn có thêm rất là nhiều những thành phần khác. Và một trong những thành phần đó chúng ta sẽ nghĩ ngay đó chính là nấm linh chi thưa quý vị. Đúng linh rồi, chi từ đâu đến bên này gan thì rất là quen thuộc trong vấn đề là giúp cho chúng ta có thể là hỗ trợ giải độc gan rồi đúng không ạ? Ngoài ra còn có là tinh bột nghệ thưa quý vị. Tinh bột nghệ sẽ giúp cho chúng ta có thể là mình diệt khuẩn nào và làm lành cái vết thương nội bào. Và bên cạnh đó còn có thêm rất là nhiều những thành phần khác ở phía bên trong, nó sẽ tác dụng và nó có một cái chất dẫn rất là tốt để cơ thể của chúng ta nó có thể hấp thu một cách dễ dàng và tiện lợi nhất mọi người nha. Đúng rồi thưa quý vị, ngoài thành phần chiết xuất là từ cây kế sữa thì còn có thêm thành phần là từ bột nấm linh chi nè, từ tinh bột nghệ như là quý cũng đã chia sẻ, kết hợp cùng với nhau và cả những cái hàm lượng vitamin cần thiết và axit amin cho cơ thể của mình. Và quý vị thấy rằng là khi mà chúng ta nhìn vào sản phẩm này nè quý vị, từ cái thiết kế bao bì bên ngoài nè, đó cái phần tem dán rất là rõ ràng luôn. Và khi mà quý vị yên tâm hơn khi mà ở đây nó sẽ có một cái phần mã cào như vậy, quý vị chỉ cần chúng ta cào cái phần bạc này ra và chúng ta gửi tin nhắn theo cú pháp ở đây thì mình sẽ nhận được một cái tin nhắn
trả lời lại vào trong số điện thoại của mình. Đây là dòng sản phẩm chính hãng nha quý vị, để chúng ta an tâm sử dụng. Và bên cạnh đó, đây là dòng sản phẩm Made in Korea, tức là được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam luôn, rất là an toàn. Quý vị sẽ còn thấy luôn cả cái phần tem nhãn phụ như thế này nữa, ghi rất là rõ ràng về thành phần ở bên trong nha quý vị, về cách sử dụng nè, về nguồn gốc nè, về đơn vị nhập khẩu nè, tất cả mọi thông tin mà chúng ta cần, và cả hình ảnh của cây kế sữa được in nổi ở ngay chỗ cái phần tem dán ở đây nữa quý vị ơi. Ngoài ra đó quý vị, khi mà chúng ta mua bất kỳ sản phẩm nào là thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì hãy quan sát rõ hơn về nguồn gốc cũng như là về chất lượng của sản phẩm quý vị nhé. Thì ở đây có đầy đủ những cái chứng nhận đặc biệt quan trọng như là chứng nhận GMP nha quý vị, là chứng nhận của nhà máy đạt cái tiêu chuẩn sản xuất thuốc tốt. Ngoài ra còn có thêm chứng nhận của US Hoa Kỳ nữa quý vị nha. Đó quý vị thấy không ạ? Với những sản phẩm như thế này thì mình đã rất là an tâm khi mà chúng ta sở hữu rồi. Và khi mà quý vị tìm thấy ở bên trong thì mình sẽ có đó chính là những cái chiếc hộp tiện lợi như thế này đây. Với mỗi hũ như vậy thì quý vị chúng ta có thể là để ngay trên bàn làm việc của mình nè, ngay phòng khách nè, hay là khi chúng ta đi công tác quý vị nhé. Ở bên trong á, ban nãy Trinh đã mở rồi thì bây giờ Trinh sẽ nhấn và mở ra một lần nữa cho quý vị. Khi chúng ta lấy đi cái lớp siêu bảo vệ phía bên trên này ra thì ở bên trong mình sẽ có là 120 viên nang quý vị nhé. 120 viên nang, tức là chúng ta có thể là an tâm sử dụng trong một khoảng thời gian lên đến là 4 tháng quý vị ơi. Và ở đây nè quý vị, đó, hàm lượng cây kế sữa ở bên trong rất là dồi dào nha quý vị. Còn có thêm chiết xuất từ bột nấm linh chi nè, rồi tinh bột nghệ nữa, và cả những vitamin cần thiết giúp tăng cường chức năng hoạt động của gan, kháng viêm và từ đó giúp cho lá gan của chúng ta khỏe mạnh hơn thưa quý vị. Đúng rồi đó quý vị, và như vậy là chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm đúng không ạ? Và với những cái dòng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe và có chiết xuất từ những loại thảo dược từ Hàn Quốc và đặc biệt là hàng nội địa thì lúc nào chúng ta cũng cảm thấy là yên tâm hơn. Cho nên đây sẽ là một người bạn đồng hành rất là tuyệt vời để giúp cho tất cả quý vị có thể là bổ trợ cho lá gan của mình. Thì chúng ta cũng phải trung hòa cùng với cái thói quen sinh hoạt của chúng ta mọi người nha. Khi mà tất cả quý vị chúng ta sở hữu dòng sản phẩm chính ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho tất cả quý vị chọn một bộ combo quà tặng cũng cực kỳ hấp dẫn đến từ Hàn Quốc quý vị nha. Và quà tặng của chúng ta bao gồm là gì ạ? Đó chính là quý vị sẽ được nhận ngay luôn hai hũ mật ong Honey Season Tea. Với mỗi hũ của chúng ta là 580g, hai hũ là hơn 1kg nha quý vị. Mật ong chanh vàng cực kỳ thơm ngon luôn. Ngoài ra có thêm gì ạ? 10 gói nước hồng sâm Q Plus cũng đến từ Hàn Quốc luôn. Tức là riêng bộ sản phẩm quà tặng này đã được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc rồi, kết hợp với thêm sản phẩm chính của chúng ta nữa. Mức giá 990.000 đồng chỉ áp dụng cho 50 khách hàng đầu tiên trong thời gian phát sóng là 30 phút này mà thôi. Nên ngay từ thời điểm này nè quý vị, thời gian của chúng ta không có chờ đợi mình nữa đâu. Hãy nhanh chóng đặt hàng cùng VTV Hyundai để chúng tôi giao bộ sản phẩm này về tận nhà cho quý vị, và tất nhiên miễn phí giao hàng trên toàn quốc nữa. Thưa quý vị, thời gian mua sắm của chúng ta đang dần trôi qua. Hãy cùng đồng hành với VTV Hyundai Home Shopping và đừng bỏ qua cơ hội sở hữu ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Power Care Kangol, viên uống hỗ trợ bảo vệ gan quý vị nhé. Và với một hộp 120 viên dùng lâu dài nha quý vị, mức giá ưu đãi 990.000 đồng chỉ có tại VTV Hyundai. Đừng quên bộ quà tặng hấp dẫn bao gồm hai hũ trà chanh mật ong Honey Season Tea 580g cho mỗi hũ, và có thêm 10 gói nước hồng sâm linh chi Q Plus nữa quý vị ạ. Trọn bộ sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam, sử dụng được trong vòng 4 tháng. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Power Care Kangol, viên uống hỗ trợ bảo vệ gan, thành phần chính từ các loại thảo dược kết hợp với các vitamin và axit amin quý vị nha. Các loại thảo dược có thể kể đến như là chiết xuất từ cây kế sữa nè, bột hồng sâm cô đặc, bột chiết xuất của nấm linh chi và cả bột nghệ nữa chứ. Kết hợp cùng với các vitamin và axit amin như là vitamin E, C, B và các loại axit amin khác nhau. Đây là những thành phần quý giá và tốt cho sức khỏe. Thưa quý vị, chắc chắn là sau quá trình chúng ta học tập và làm việc căng thẳng cũng như là chế độ ăn uống luyện tập thể dục thể thao không hợp lý thì chức năng của lá gan của chúng ta sẽ bị suy giảm một cách rõ rệt mọi người nha. Với việc là không thể nào lọc được một cách sạch sẽ những cái chất độc hại trong cơ thể của chúng ta sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của chúng ta rất là nhiều. Tuy nhiên, với chiết xuất từ cây kế sữa trong dòng sản phẩm ngày hôm nay, Power Care Kangol quý vị nha, dòng sản phẩm viên uống hỗ trợ bảo vệ gan, thực phẩm bảo vệ sức khỏe được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, thì tất cả quý vị chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm để bổ sung những dưỡng chất vào bên trong cơ thể của chúng ta mọi người nha, để giúp cho chức năng gan của chúng ta nè sẽ hoạt động tốt hơn. Và với dòng sản phẩm lần này sẽ có thể là sử dụng rất là tuyệt vời và dễ dàng với những viên nang mà chúng ta có thể uống rất là thoải mái mọi người nha, dành cho tất cả những thành viên trong gia đình của mình nè. Quý vị hãy nhớ là chúng ta có thể uống mỗi ngày kết hợp với chế độ luyện tập thể dục thể thao và ăn ngủ hợp lý sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta, sức khỏe của chúng ta ngày một được cải thiện quý vị nha. Không chỉ đối với đấng mày râu mà đối với các chị em phụ nữ sẽ giúp cho làn da của chúng ta làm mịn màng hơn, căng tràn sức sống hơn mọi người nha. Với cánh mày râu thì đôi khi chúng ta cũng có chán ăn chán chú đúng không ạ? Nhưng mà với dòng sản phẩm này sẽ hỗ trợ chúng ta có thể là ổn định men gan quý vị nha.
Và cây kế sữa đó chính là dược liệu quý trong y học cổ truyền quý vị nhé. Cây kế sữa hay còn gọi là cây cúc gai với dược chất silymarin có tác dụng hỗ trợ bảo vệ gan và tăng cường chức năng hoạt động của gan nữa quý vị ạ. À. Và bên cạnh đó chúng ta hãy cùng nhau hãy bảo vệ lá gan của mình với Power Care Canvol quý vị ạ. À. Dùng sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc quý vị nha, giúp bảo vệ gan và tăng cường chức năng gan, sử dụng cho người có chức năng gan bị suy giảm nè. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Và thưa quý vị, sau cả một khoảng thời gian dài chúng ta làm việc căng thẳng và cũng như là chế độ ăn uống, luyện tập thể dục thể thao, nghỉ ngơi không hợp lý thì những chức năng ở trong cơ thể của chúng ta, đặc biệt là lá gan của mình sẽ bị suy giảm mọi người nha. Và như vậy thì chúng ta phải làm sao đây ạ? À? Với thành phần chiết xuất từ cây kế sữa mọi người nha. Dòng sản phẩm ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị thực phẩm bảo vệ sức khỏe Power Care Can Gold quý vị nha. Viên uống hỗ trợ bảo vệ gan cùng với thành phần cây kế sữa ở phía bên trong sẽ giúp cho tất cả chúng ta có thể là hỗ trợ chức năng gan nè, giúp cho gan thải độc tốt hơn và từ đó thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác là ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn. Dòng sản phẩm lần này chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị mức giá cực kỳ ưu đãi chỉ với 990.000 đồng dành cho tất cả những thành viên trong gia đình của chúng ta. Và đừng quên là sẽ có thêm một quà tặng giá trị áp dụng trong chương trình này mà thôi. Hai hũ trà chanh mật ong Honey Season Tea với mỗi hũ là 580g nha quý vị. Thêm 10 gói nước hồng Samsung Tea Key Plus nữa. Và ưu đãi đặc biệt này cũng chỉ dành cho 50 khách hàng đầu tiên thôi, nên hãy nhanh chóng đặt hàng ngay bây giờ. Và thưa quý vị, thông qua những nội dung mà Quang Quý và Tú Trinh đã chia sẻ vừa rồi thì tất cả quý vị chúng ta đã thấy là lá gan cực kỳ quan trọng trong cơ thể của chúng ta đúng không ạ? Do vậy chúng ta cần phải có những cái động thái ngay từ bây giờ để bảo vệ lá gan của mình, hỗ trợ giải độc gan cùng với lá gan của mình quý vị nha. Cùng với dòng sản phẩm ngày hôm nay đó chính là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Power Care Tangol quý vị nha, để giúp cho hỗ trợ bảo vệ lá gan của mình. Mà mỗi hũ như vậy sẽ có tổng cộng là 120 viên. Quý vị có thể yên tâm uống trong suốt khoảng thời gian là lên tới là 4 tháng quý vị ạ. Wow. Đó, uống đều đặn như vậy sẽ tác động rất tốt vào trong cơ thể của chúng ta. Và mức giá cực kỳ hấp dẫn chỉ có trong chương trình kỳ này 990.000 đồng. Và quà tặng cũng hấp dẫn không kém quý vị nha. Chính xác thưa quý vị, đi kèm với lại bộ sản phẩm của mình là 120 viên nang thì mình sẽ còn có thêm đó chính là hai hũ mật ong Honey Season Tea quý vị nha. Và với trọng lượng của hai hũ lên đến là hơn 1kg luôn. Mật ong chanh vàng nhập khẩu từ Hàn Quốc và nhận tặng thêm 10 gói nước hồng sâm Q Plus nữa cũng đến từ Hàn Quốc luôn. Hồng sâm linh chi rất là thơm ngon và đặc biệt dễ uống nha quý vị. Đặt hàng ngay bây giờ, 50 khách hàng đầu tiên thì chúng ta mới có cơ hội này quý vị nha. Mà thời gian thì không còn nhiều nữa đâu ạ. À. Chúc quý vị chúng ta sẽ có được một sức khỏe thật là tốt mỗi ngày, một lá gan thật là khỏe mạnh, một sắc diện thật là tươi tắn quý vị nha. Còn bây giờ thì xin được gửi lời chào tạm biệt quý vị và đừng quên hãy mua sắm ngay bây giờ để chúng tôi giao hàng tận nhà miễn phí trên toàn quốc nữa.